Ngày 25 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tại tòa án ở quận Manhattan trong khuôn khổ vụ án hình sự cáo buộc ông chi tiền cho ngôi sao phim nhạy cảm Stormy Daniels nhằm che giấu mối quan hệ giữa hai người trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các cáo buộc cho rằng luật sư riêng của ông Donald Trump khi đó là Michael Cohen đã trả cho Stormy Daniels 130.000 đô la Mỹ để cô im lặng không nói ra những thông tin bất lợi vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên trong số 4 tội danh hình sự mà ông phải đối mặt. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn đã được ấn định vào ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, quá trình bổ sung hàng nghìn bằng chứng có thể khiến phiên tòa kéo dài. Hồ sơ pháp lý thứ hai mà ông Donald Trump phải đối mặt cùng ngày là hạn chót phải nộp khoản tiền phạt lên tới 454 triệu đô la Mỹ vì tội gian lận kinh doanh trong giai đoạn 2014-2021. Theo Bộ trưởng Tư pháp bang New York, bà Letitia James, ông Donald Trump cùng các con trai đã thao túng báo cáo tài chính nhằm thổi phồng hàng tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản trong các hồ sơ vay ngân hàng và bảo hiểm. Vào ngày 16 tháng 2, thẩm phán Arthur Encodon đã ra phán quyết ông Donald Trump phải nộp phạt hơn 355 triệu đô la Mỹ, cộng với tiền lãi thành hơn 454 triệu đô la Mỹ. Việc trì hoãn nộp phạt sẽ làm số tiền liên tục tăng lên. Hiện tại mỗi ngày, cựu tổng thống phải chịu hơn 110.000 đô la Mỹ tiền lãi. Nếu không nộp tiền đúng hạn, tài khoản ngân hàng của ông Donald Trump có thể bị đóng băng. Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cũng có thể kê biên tài sản bao gồm tháp trăm ở New York, sân golf Seven Springs cùng nhiều tài sản khác. Theo Guardian, trong thư gửi đến người ủng hộ vào ngày 21 tháng 3, cựu Tổng thống Trump nói rằng đảng viên Dân Chủ điên cùng Letitia James muốn tịch thu tài sản của tôi ở New York, bao gồm tháp trăm. Ông Trump nói thêm, đảng Dân Chủ nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi sợ hãi. Họ nghĩ rằng nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc. Họ nghĩ các bạn sẽ bỏ rơi tôi, bỏ rơi đất nước, nhưng có một điều họ không biết là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thẩm phán bang New York tháng trước đã yêu cầu cựu tổng thống Trump nộp phạt 454,2 triệu đô la Mỹ sau khi ông bị kết tội thao túng giá trị tài sản ròng. Số tiền bao gồm khoản phạt 354,9 triệu đô la Mỹ cộng với số tiền lãi sau phiên tòa kéo dài hơn 3 tháng. Nếu ông Trump không nộp phạt đúng hạn vào đầu tuần tới, tổng trưởng lý của bang có thể bắt đầu tìm cách tịch thu tài sản của ông. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho hay, nếu ông ấy không có tiền để đóng khoản phạt thì chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ chế thi hành án tại tòa án và chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán tịch thu tài sản của ông ấy. Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong tất cả các vụ án hình sự và dân sự mà ông phải đối mặt. Ông đã nhiều lần mô tả vụ án dân sự ở New York là một vụ trả thù chính trị của Tổng chưởng lý Letitia James. Các luật sư của ông Trump đầu tuần này cho biết ông vẫn chưa tìm được bên bảo lãnh số tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ khiến ông chưa thể kháng cáo. Guardian dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 21 tháng 3, văn phòng tổng trưởng lý New York đã thực hiện các bước đầu tiên cho kế hoạch tịch thu các tài sản của ông Trump gồm một sân côn, một bất động sản ở phía bắc Manhattan. Các bước tương tự cũng được thực hiện ở thành phố New York nhưng chưa tiến hành với Florida, nơi ông Trump và gia đình đang sinh sống. Ông Trump hôm 19 tháng 3 cho biết ông có thể phải thế chấp hoặc bán một phần bất động sản của mình để trả khoản phạt. Chưa ai từng nghe đến điều gì như thế này trước đây, tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các tài sản lớn, có lẽ với giá siêu rẻ, ông viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump đang phải đối mặt với thách thức về tài chính khi phải cân bằng giữa việc huy động tiền cho cả chiến dịch tranh cử và trang trải chi phí pháp lý trong bối cảnh ông đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự. Các hồ sơ cho thấy ông Trump huy động được ít tiền hơn so với Tổng thống Joe Biden. Cụ thể, trong tháng 2, ông Trump huy động được gần 22 triệu đô la Mỹ và hiện có trong tay 42 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, ông Biden huy động được khoảng 53 triệu đô la Mỹ và có trong tay 155 triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 21 tháng 3 tuyên bố Moscow đã giành được từ tay Ukraine làng Tonenkoye ở Donetsk. Ngôi làng này đã chứng kiến hoạt động giao tranh khốc liệt trong vài tuần qua sau khi Nga chiếm được Avdivka vào giữa tháng 2. Ngôi làng này là một phần của tuyến olovka tonenkoje badichi nằm ở phía tây bắc Avdivka. Theo ước tính của Moscow, trong khoảng thời gian là 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất hơn 320 binh sĩ, một xe tăng, bốn xe bọc thép và bảy xe không bọc thép quân đội ukraine trước đó tuyên bố đã thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố dọc theo phòng tuyến olovka tonenkoje berdychi sau khi abdipka thất thủ việc phòng thủ chủ yếu dựa vào hệ thống ao hồ kênh rạch trải dài dọc theo ba ngôi làng hồi đầu tuần nga tuyên bố đã kiểm soát được olovka các đôi phòng tuyến một cách hiệu quả và làm gián đoạn hoạt động liên lạc của ukraine giữa tonenkoje và Berdichi. hiện thời giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Berdichi. Ukraine vẫn đang tích cực đổ quân dự bị vào khu vực, tìm cách củng cố phòng tuyến. Theo phía Nga, lực lượng của Kiev đã mất khoảng 400 binh sĩ trong khu vực mỗi ngày sau nhiều lần tổ chức các cuộc phản công bất thành. Ukraine chưa bình luận về những thông tin mà Nga đưa ra. Trước đó, để bảo vệ phòng tuyến Olovka Tonenkoye Berdychi, Ukraine đã đưa ra chiến trường xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ sau nhiều tháng cất trong kho. Tuy nhiên, quân đội Nga cho rằng xe tăng này chưa đủ để ngăn đà tiến của nước này và Moscow đã phá hủy ít nhất 4 chiếc Abrams từ cuối tháng trước. Abdiivka được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền đông Ukraine, là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga liên tiếp mở các đợt tấn công vào Abdiivka. Kiểm soát Abdiivka là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy Nga đã nắm thế chủ động trên chiến trường sau cuộc phản công mùa hè không đạt được kỳ vọng của Ukraine. Trong khi đó, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, vào ngày 21 tháng 3 kêu gọi Ukraine cần huy động thêm binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Ông Bauer nói, Ukraine không chỉ cần lựu đạn, xe tăng và xe bọc thép mới. Thật không may, bạn còn cần binh sĩ sau khi nhiều quân nhân thương vong. Ông nhấn mạnh, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược, thì Ukraine cần phải đưa ra tiền tuyến, nhân lực vì đất nước của họ đang bị đe dọa Ukraine đã có những cuộc thảo luận vào tháng 12 năm ngoái về sự cần thiết của việc tuyển thêm 500.000 lính nghĩa vụ mới để bổ sung cho các lữ đoàn tiền tuyến và thành lập các lữ đoàn mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Kyiv không cần huy động quá nhiều người. Mặt khác, Quốc hội Ukraine vẫn chưa bỏ phiếu về việc sửa đổi luật tuyển quân, khi các đề xuất đã làm giấy lên cuộc tranh luận gay gắt thời gian qua. Ngoài ra, ông Bauer tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của Ukraine, Ông nói, những người bi quan không thắng được cuộc chiến, và nếu bạn nhìn vào thực tế, có mọi lý do để tin tưởng vào khả năng đạt được thành công của Ukraine. Trả lời câu hỏi về những hạn chế có thể có trong việc sử dụng chiến đấu cơ F-16 của Ukraine, ông Patrick Tader, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho biết, các nước phương Tây chỉ đồng ý với việc sử dụng những máy bay chiến đấu này trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Theo quan chức này, sau khi nhận được các máy bay chiến đấu, Ukraine sẽ có khả năng không quân độc đáo nhằm tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine và trong biên giới chủ quyền của Ukraine. Như vậy, F-16 cũng như một số loại vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị giới hạn để không tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm tránh làm leo thang căng thẳng với Moscow. Tổng thống Romania Klaus Ohanis mới đây đã phê duyệt việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F16 tại một trung tâm huấn luyện ở Romania. Ông cũng đồng ý vận chuyển viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine qua lãnh thổ nước này. Vấn đề này sẽ sớm được xem xét tại quốc hội của lãnh đạo cả hai viện của Quốc hội Romania. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại phiên họp toàn thể chung tiếp theo tại Quốc hội. Trước đó vào ngày 11 tháng 3, theo giờ The New York Times, có thông tin cho rằng 60 máy bay chiến đấu F16 đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine vào mùa hè năm nay. Báo Mỹ đưa tin rằng cho đến nay, 12 phi công Ukraine dự kiến sẽ sẵn sàng lái F-16 tham chiến vào mùa hè sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Anh và Mỹ. Đồng thời, các tác giả bài báo nhấn mạnh rằng vào thời điểm các phi công quay trở lại Ukraine, thì Ukraine sẽ chỉ nhận được 6 chiếc F-16 trong số khoảng 45 máy bay chiến đấu mà các đồng minh châu Âu đã hứa sẽ chuyển giao cho Kiev. Ngoài ra, tờ báo Mỹ này còn khẳng định rằng các phi công Ukraine vẫn chưa đến trung tâm huấn luyện tại căn cứ không quân Fetesi của Romania, cách Bucharest, 150 km về phía đông, nơi họ sẽ được huấn luyện máy bay F-16. Ấn phẩm viết rằng các máy bay chiến đấu F-16 đã sẵn sàng và các huấn luyện viên đang có mặt tại trung tâm huấn luyện mới ở Romania để chờ phi công Ukraine đến. Phát biểu trong cuộc họp quốc hội vào ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không để Nga thay đổi đường biên giới của Ukraine hay áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Kiev. Thủ tướng Scholz nêu rõ, chúng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine. Ông Olaf Scholz nói, luật pháp mạnh hơn bạo lực và nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Nga Putin đã tìm cách vi phạm nguyên tắc đó khi phát động chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông cũng nhấn mạnh Nga hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng Berlin cuối cùng sẽ ngừng ủng hộ Ukraine. Ông chôn nhắc lại những chỉ trích của mình về việc ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống vào cuối tuần trước và cho rằng điều đó chứng tỏ là Nga không mạnh. Thủ tướng Đức đưa ra tuyên bố ngay trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tại Brussels. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm thảo luận về những nỗ lực tăng cường viện trợ cho Ukraine cũng như cách đối phó của EU với cuộc chiến Israel-Hamas. Nga đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường trong những tuần gần đây. Vào ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine sẽ gặp nguy hiểm nếu phương Tây không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.